Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Những ngôi sao sáng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Philip chương 2 câu 12 đến câu 18. Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình, vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán rưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em, thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Philip chương 2 câu 15 đến câu 16. Anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian, hãy giữ vững lời hằng sống. Tôi có thể nhắm mắt và hồi tưởng lại ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Tôi nhớ lúc ngắm sao cùng với bố, chúng tôi thay phiên nhau nheo mắt nhìn vào kính viễn vọng, cố gắng tập trung vào những đốm sáng lấp lánh và lung linh. Những đốm sáng này được tạo ra bởi sức nóng và lửa nổi bật lên trên nền trời tối đen như mực. Bạn có nghĩ mình là một ngôi sao sáng không? Tôi không nói về việc đạt được những thành tựu của con người, mà là nổi bật lên trên nền đen tối của tội lỗi và gian ác. Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu tại Philip rằng Chúa sẽ chiếu sáng trong và qua họ khi họ giữ vững lời hằng sống và không cằn nhằn hay lưỡng lự. Sự hiệp nhất của chúng ta với các tín hữu khác và sự trung tín với Chúa sẽ biệt riêng chúng ta khỏi thế gian này. Vấn đề là những điều đó không tự nhiên mà có. Chúng ta luôn phải nỗ lực vượt qua cám dỗ để duy trì mối liên hệ gần gũi với Chúa. Chúng ta vật lộn chống lại sự ích kỷ để hòa thuận với anh em thuộc linh của mình. Nhưng hy vọng vẫn còn đó. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng đang sống trong mọi tín hữu, sẽ ban năng lực để chúng ta tiết độ nhân từ và trung tín. Như chúng ta được kêu gọi sống vượt trên khả năng tự nhiên, sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa khiến điều này có thể xảy ra. Nếu mọi tín hữu trở thành một ngôi sao sáng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, hãy tưởng tượng xem ánh sáng của Chúa sẽ đẩy lùi bóng tối quanh ta như thế nào. Điều gì khiến sự sáng của Chúa Giê-xu trong bạn bị lu mờ? Bạn cần làm gì để chiếu ra ánh sáng đó? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, xin Thánh Linh Ngài ban năng lực để con chiếu sáng trong nơi tối tăm. Xin khiến con trở nên người được biết đến bởi tình yêu dành cho người khác và sự trung tín với Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.